Hello mọi người, hôm nay mình sẽ ăn gỏi sứa nha mọi người. Tại mình có mua được một bịch sứa nè ở trong siêu thị á, định mua nhiều mà nó còn có một bịch thôi đó. Tại Ngân mua một đống được một mớ xoài non nè, mình trái nhỏ xíu mà cưng ha, một trái cà rốt. Rồi nguyên liệu gì đơn giản vậy thôi, mình sẽ cắt cái túi sứa này ra mình rửa lại. Này mình rửa sơ với nước cũng nhiều ghê á, rửa sơ với nước vài lần á mọi người là mình ăn trực tiếp luôn được rồi, làm món thì cũng đơn giản. Xoài thì con sẽ khoanh như vậy, tùy mọi người muốn sắc sao thì sắc. Ngân trộn xong cái dĩa này nãy giờ là một tiếng đồng hồ rồi mọi người. Nhưng mà đối diện nhà Ngân có một cái shop mới mở cho nên người ta khoan cắt đồ ồn quá, nãy giờ Ngân không quay được. Mà Ngân không biết là dừng lại được bao nhiêu phút nó sẽ làm tiếp nữa, cho nên là nếu mà cái clip này có hơi ồn á, mong mọi người sẽ thông cảm cho Ngân. Hiện tại là Ngân đóng bít cửa luôn rồi đó mọi người, mà nó vẫn lâu lâu vẫn nghe được tiếng. Thì hôm nay Ngân uống kèm với lại Coca-Cola này. Nó ra cái loại mà cái loại này là hạn chế hấp thu chất béo từ bữa ăn đó. Cái lon nhìn cũng xinh nữa ha mọi người, chắc uống miếng nước trước cái đã, khát nước quá. Wow, mọi nghe cái tiếng nó xèo 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 đã ghê á. Cái Coca này mọi người uống nó không có nhiều ga như là cái lon phổ thông mình hay uống, nhưng mà cái vị ngọt của nó thanh thanh đó mọi người, không có ngọt đậm như là cái Coca mình hay uống nữa. Trời ơi, cái tiếng đập cạch cạch đó bển nghe khó chịu quá à. Thôi, cũng phải ăn thôi mọi người ơi, chứ biết sao giờ. Nè, cái sứa nè. Đó. Cái sứa này thì mình mua về mình rửa cái là mình ăn được liền à. Không có cần phải nấu gì hết. Rửa lại nhiều lần với lại nước lạnh đó mọi người. Cái nước mắm mà lúc nãy Ngân làm á là tỷ lệ 1:1 nha mọi người. Mà Ngân không có cho chanh hay giấm gì vào cái nước mắm hết á. Giòn ghê luôn. Mọi người biết sao không? Tại cái xoài non này nó đã chua rồi, cho nên là cái nước mắm mà mình trộn á, nó thiên về ngọt đi. Thì khi mà mình trộn mấy cái này lại á, nó hòa quyện ăn sẽ ngon hơn. Chứ mà mọi người cho chanh nữa nó sẽ rất là chua luôn á. Cà rốt này thì Ngân cho lên cho nó có màu đẹp thôi. Là trời, nhìn cái miếng à. Chút. Nè mọi người, nhìn cái miếng sứa nè, kẹp vô miếng xoài nè. Cái xoài nó không có chua lắm, chua nhẹ nhẹ à.
Ngân để luôn cái vỏ á, cho nên nó chát chát nữa mọi người, ngon lắm luôn á. Công nhận sứa làm với lại ngon ghê mọi người. Quá. Để cái gì thú đi. Che hết mặt. Ở đây Ngân có một cái gì mắm ruốc à. Mắm ruốc mà lúc mà mình mua xoài non á mọi người, người ta có bán á. Mình chấm thử với mắm ruốc đi, coi nó làm sao. Kẹp miếng sứa vô luôn. Cái lon coca nó còn xèo xèo. Đây, chấm miếng mắm ruốc. Gỏi sứa mắm ruốc. Ngon xuất sắc. Còn miệng chấm mắm ruốc ngon ghê mọi người. Chấm miếng nữa. Ây da, trời ơi, nó gớt một nùi vô đây rồi. Phải công nhận khu ngõ ồn ghê luôn á. Tiếng rau bán hàng rong mà đi ngang đi lại suốt ngày à. Đã vậy á, ở đối diện là cái chung cư nữa. Có hôm mà mua xoài non á, nó chua giả mang chua luôn. Nhưng mà hôm nay á, hôm nay mua rất là ngon. Chua chua chát chát, chua nhẹ à, nên ăn với cái sứa này nó giòn. Trời, cái sứa này chấm miếng mắm ruốc. Trời, sứa mắm ruốc chắc có một mình Ngân ăn quá. Nhưng mà cái món ruốc nó lại rất là ngon mọi người. Không nhận cái chỗ này bán món ruốc ngon ghê á. Cái món ruốc này nè, cũng nhiều chỗ bán lắm, không phải chỗ nào cũng ngon được vậy đâu. Cái này là Ngân mua ở đường 3 tháng 2 á mọi người, ngay cái siêu thị Lotte Mart hả? Lotte Mart á. Nhưng mà có nhiều xe lắm. Ngân mua cái xe của chị này là bán gần cái đèn xanh đèn đỏ nhất. Hơi cay. Mấy cái nạn cây cay mới ngon. Con sứa này nè, giờ Ngân rửa với nước nhiều lần rồi á, cho nên nó cũng không có còn độ mặn. Ăn nó chỉ có dai dai giòn giòn như rau câu vậy. Thật sự cái con sứa này ăn nó cũng có hương vị vậy á mọi người ơi. Cái gì có dai dai giòn giòn nên nó chả có cái mùi gì đặc trưng hết á. Món này ngồi ăn vặt một mình là cũng hết được cái đĩa này luôn á. Cay quá. Mà cái sứa á, mọi người có thể thay bằng cái lỗ tai heo cũng được đó mọi người. Cũng ngon lắm á. Hên với anh em mua sả non không có chua lắm. Lúc sáng á, đi làm đi ra ngoài đường, mưa sắp mặt luôn. Đang bị ảnh hưởng bão á mọi người. Cho nên nó hả, mấy nhà mưa ghê quá. Hôm qua Ngân đọc báo là ở ngoài Phú Quốc á, cái tàu thuyền là không chạy luôn á, nhiều khách du lịch cũng bị kẹt bên đó mọi người. Tại vì thời tiết quá xấu nên là tàu thuyền không chạy luôn. Nên những du khách mà đi du lịch bên Phú Quốc mà đi bằng xe máy á là coi như kẹt ở bên đó luôn.
thời tiết phải tốt lắm mới được về á, mới người ta mới chạy lại. Cái này mà có bia á mọi người, trời ơi mồi nhậu này là bén mồi lắm nè, ta cháy luôn á. Có miếng chua, cũng có trái chua á mọi người. Thật sự cái coca này rất là ngon luôn á, cái hương thơm hương hoặc là cái độ ngọt của nó dịu nhẹ thanh thoảng đã đó mọi người. Có lẽ Ngân thích cái loại này nè, với lại Ngân hay quay clip làm đồ ăn á, cho nên cái này là Ngân nghĩ là sự lựa chọn rất là sáng suốt. Cái số này ngoài chợ, Ngân đi chợ thì Ngân không có thấy không? Ngoài chợ bán, cái vô siêu thị mới có à. Miếng này giòn ghê á, thì ăn cũng vui tai mọi người. Cái khu nhà Ngân đang ở phức tạp đó mọi người, trộm cướp á hả, liên tục luôn. Đã vậy hả, giật điện thoại nữa. Đợt Ngân với bạn Ngân đứng nói chuyện trước nhà Ngân à, bạn Ngân cầm một cái 1202 thôi á, cầm gọi điện thôi, đi nghe nó giật một cái bạc mà hên á là rớt lại dưới đất. Với lại có điện thoại cùi bắp á, bạn Ngân mới lại dám móc ra nghe gọi, chứ mấy điện thoại kia đâu có dám. Mình chứng kiến luôn, hết hồn luôn. Mình cũng hên là rớt lại dưới đất, mình nhặt lại được. Rồi sợ, rất là sợ cái khu của Ngân luôn. Chứ lại không, lâu lâu nằm trong nhà cướp là thường xuyên luôn á. Trời ơi, cái chung cư này xây lên á, nó đỡ hơn được một tí, tại vì do có bảo vệ với lại người dân người ta đi qua đi lại đông quá đỡ, chứ cái lúc trước mà Ngân ở chưa có xây chung cư à, trời ơi cực kỳ nguy hiểm luôn á. Miếng này giòn á, chua. Ôi chua lé mắt luôn trời, lâu lâu cũng trúng miếng chua giả mang chua. Cái mớ xoài này nè, chắc đủ chinh chiến mùa lễ 29 này đó. À, cái đuối cay quá cay luôn á. Hồi đợt Ngân đi Nha Trang á, Ngân cũng ăn gỏi sứa một lần. Ngân cứ là lần đầu tiên ăn gỏi sứa, chỗ ngoài Nha Trang có đi lâu rồi. Mà sợ cái con sứa ở ngoài đó á,
mặc dù ở vùng biển mà sang lan ngon thấy nó không có tươi mọi người. Cái bịch sữa hôm nay mua thấy nó còn tươi hơn nữa. Là đi Nha Trang á, ở ngoài đó Việt Nam mà tưởng là đi du lịch Trung Quốc không á mọi người, toàn là người Trung Quốc không, tới nỗi mà người bán hàng cũng có tiếng Trung nữa, giống như một cái tỉnh nhỏ của Trung Quốc tại Việt Nam vậy, thiệt luôn á. Giờ vô mấy cái nhà hàng quán ăn rồi đó, ta cũng chào bằng tiếng Trung không à. Cái người nói tiếng Việt ra người ta mới đầu mình nói tiếng Việt với mình. Mấy chị ngoài đó cũng nói hả, tại vì ở đây khách du lịch người Trung á, nhưng mà Nha Trang nhiều lắm. Cái con đường Trần Phú á mọi người, nhiều người Trung Quốc cực kỳ luôn. Không biết lễ này sao nữa, tình hình thời tiết này không biết có đi du lịch nổi đâu không nữa. Mưa bão quá rồi. Hết số mọi người ơi, còn xoài không à. À cái phần xoài này chắc để mai mua lỗ tai heo về trộn ăn tiếp ha mọi người. Không biết nếu là kết thúc video thôi. Mình xin kết thúc cái video clip hôm nay tại đây nha mọi người. Rất cảm ơn mọi người đã xem đến hết cái clip của Ngân. Hãy nhớ cho Ngân một like và một lượt subscribe kênh để có thể xem được thêm nhiều clip mới của Ngân nữa nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp mọi người ở những video lần sau. Bye bye.